Theo ông Nguyễn Hữu Hận và vợ là Phạm Thị Bé ở ấp K9, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào đầu tháng 2 năm 2022, ông Hận, bà Bé cắt lục bình dọn dẹp để làm đường bơi xuồng cập bến lên nhà, thì phát hiện đàn cá các loại có kích cỡ khoảng 2 ngón tay ở trong láng nước cặp con kênh Phú Hiệp, ngang trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phú Đức. Thấy đàn cá đến ở, ông Hận cho đàn cá ăn bằng cơm nguội. Mỗi ngày cho cá ăn 2 buổi sáng và chiều, nên đàn cá về rất đông. Từ đó ông Hận tự bỏ tiền mua thức ăn viên công nghiệp để cho đàn cá ăn. Mỗi ngày, ông Hận cho đàn cá ăn 2 bao thức ăn 50kg, tương đương 560.000 đồng. Đến nay, đàn cá lên đến hàng ngàn con các loại, như cá chép, cá tra, trắm cỏ, mè dinh, mè hoa, tai tượng, cá chài, cá rô phi, v.v. Ông Hận chỉ nuôi đàn cá để xem và bảo tồn chứ không bắt bán hay làm thịt chế biến thức ăn.